Thưa quý vị và các bạn, Kia Rio mặc dù không còn được nhập khẩu về Việt Nam nữa, nhưng mà đây là một mẫu xe rất được nhiều người ưa chuộng và đón nhận nó. Bởi vì Kia Rio là một mẫu xe nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc, một mẫu xe có thiết kế rất là trẻ trung và hiện đại. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn là một mẫu xe Kia Rio kiểu dáng hatchback được sản xuất năm 2015, đăng ký tư nhân một chủ tháng 1 năm 2016, biển Hà Nội. Mẫu xe này đã chạy được 90.000 cây và hiện tại NEK đang chào bán với mức giá chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu mẫu xe Kia Rio 2015 nhập khẩu Hàn Quốc. Xin mời quý vị và các bạn. Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day, searching all night, can't seem to focus this double sight. This is a tale sworn in a sight. Thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn là mẫu Kia Rio hatchback được sản xuất năm 2015. Thì mẫu hatchback sẽ được trang bị full option khác với kiểu dáng sedan. Mẫu xe này thời điểm mua mới, quý vị và các bạn phải bỏ ra khoảng hơn 700 triệu đồng mới sở hữu được mẫu Kia Rio hatchback này. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy đây, kiểu dáng hatchback sẽ được trang bị cửa sổ trời, chỉnh điện hai hướng nhá. Đó, nó khác biệt hoàn toàn luôn. Tiếp theo nữa là cụm đèn pha của mẫu Rio hatchback được trang bị là đèn halogen projector, có giải đèn led định vị ban ngày ở đây. Rồi 2015 sau 7 năm sử dụng, nhưng mà cụm đèn pha của mẫu Rio này chủ xe đi rất là giữ gìn. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây, cụm đèn pha còn rất là mới, rất là sáng. Đây mọi người nhìn rõ không ạ? Đó, rất là mới, rất là sáng. Tiếp theo nữa, mặt ca lăng, mũi hổ, đặc thù của những dòng xe Kia, nhìn rất là khỏe khoắn. Chúng ta tiếp tục sang phần phía thân xe này. Điểm nhận biết đầu tiên của mẫu Rio hatchback đó chính là phần mâm xe. Mâm xe của Kia Rio kiểu dáng hatchback được trang bị mâm phay hợp kim nhôm, có kích thước rất là lớn, lên đến 17 inch. Đó, mọi người nhìn thấy không? Còn kiểu dáng sedan chỉ được mâm hợp kim nhôm bình thường thôi, chưa được phay như thế này. Mọi người nhìn không? Nó rất là khỏe khoắn luôn. Phần lốp khá là dày dặn này. Đó, lốp này chủ xe mới thay nhá mọi người, lốp rất dày. Phần lốp này quý vị và các bạn có thể đi tầm được khoảng 4 đến 5 vạn nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy đây, phanh được trang bị trên mẫu Kia Rio hatchback này được trang bị các công nghệ phanh an toàn như ABS và EBD rồi. Cũng phần lòng vè bên trong này còn khá là chắc chắn, chưa có bị bong chóc gì cả. Toàn bộ các hệ thống kính lái, kính cánh cửa đã được chủ xe dán phim cách nhiệt đầy đủ hết rồi. Tiếp theo nữa, mọi người nhìn thấy phần gương chiếu hậu của mẫu Rio này thiết kế rất là đẹp. Có một dải đèn báo rẽ tích hợp trên gương và gương có tích hợp các công năng ví dụ như chỉnh điện, gập điện rồi. Đây là một mẫu xe nhập nguyên chiếc Hàn Quốc nên là kết cấu khung vỏ của nó cực kỳ đặc chắc chắn. Đây mọi người nghe tiếng đóng cửa này. Đó, rất là sướng tai luôn. Đây phần cánh cửa này, nó thiết kế cực kỳ dày dặn luôn nhá. Rất là dày. Nó là sự khác biệt của mẫu xe nhập khẩu. Rồi mọi người xem qua cái phần táp ly cánh cửa lái, đây là cái phần táp ly mà thường xuyên sử dụng nhất. Mọi người nhìn không? Các phím bấm này, đó các ký hiệu nhá, nó còn rất là mới, lẫy tay mở cửa như thế này. Đó. Chủ đi rất giữ gìn cẩn thận luôn. Rồi, kết cấu ví dụ như cột B. Cột B của mẫu xe Kia Rio này, mọi người nhìn không? NEK đã kiểm tra rất là nghiêm ngặt rồi, cam kết hệ thống khung gầm xe hoàn toàn nguyên bản luôn. Mọi người nhìn từng con ốc nhé. Đó. Chúng ta sang phần cánh cửa sau. Rồi, đây là một mẫu xe hatchback nhưng mà nó vô cùng rộng luôn. Đối thủ của Kia Rio đó chính là chiếc Yaris Mazda 2. Thì cái độ rộng rãi của hai mẫu xe đó không được rộng như Kia Rio. Rồi, phần nội thất bên trong thì chủ xe cũng khá là giữ gìn, rất là sạch sẽ. Chủ là chủ nữ đi, một chủ từ đầu. Trần xe vô cùng sạch, không có bị sù lông, không có vết dơ nhiều.
Chúng ta sang phần phía đuôi xe. Đây, đây là cái phần cụm đèn hậu của mẫu Kia Rio 2015. Đó, nó còn nguyên bản, chưa có bị nứt vỡ đoạn nào cả. Đây, kiểu dáng hatchback nhá, rất là đẹp luôn này, Rio hatchback. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy cái mức tiêu hao nhiên liệu nhá, cũng khá là tiết kiệm luôn này. Đường hỗn hợp nó chỉ có 6,9 lít thôi. Kia Rio hatchback thì đã được trang bị cảm biến lùi, 4 mắt cảm biến lùi zin theo xe, cam lùi nữa, rất là an toàn khi mà chúng ta vào số lùi. Rồi, phần cốp của mẫu xe này. Đó, cốp rất là rộng luôn. Toàn bộ kết cấu phần khung xe đằng sau của mẫu Kia Rio đã được NK kiểm định rồi, mọi người nhìn đó. Đó, hoàn toàn nguyên bản, xe có chưa bị đâm đụng phần đằng sau. Đây, kể cả những phần ốc cốp đằng sau cũng thế. Ok, chúng ta cũng đóng lại. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu nhé. Kể cả những cái phần ví dụ như cái ti thủy lực đỡ phần cốp này này, nó cảm giác nó rất là chắc chắn. Chúng ta cùng nghe tiếng nhé, đóng này. Đó, chắc nịch luôn, đóng rất sướng tay luôn. Ok, chúng ta xem qua phần máy của mẫu Kia Rio 2015. Trước mắt quý vị và các bạn là khối động cơ, là trái tim của mẫu Kia Rio. Đây là mẫu xe được trang bị động cơ 1.4 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất khoảng 110 mã, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Rồi, về phần động cơ tất nhiên là cũng sẽ được NK kiểm định rất là nghiêm ngặt rồi. Quý vị và các bạn yên tâm là khối động cơ của mẫu xe này hoàn toàn là nguyên bản. Chúng ta cùng nhìn qua những con ốc này, ví dụ như ốc chân máy nhé, chưa có tháo lắp gì, kể cả ốc màn máy cũng thế này. Đó, ốc nắp giàn cò chính xác là như thế. Zin từng con ốc nhỏ. Rồi chúng ta cũng nhìn nhá, nhìn những vết keo này. Vết keo của những mẫu xe nhập khẩu này nó rất là to, rất là dày dặn luôn. Đó, nó khác biệt hoàn toàn những xe lắp ráp trong nước. Đây, những cái đường keo này, mọi người nhìn không? Đó, một mẫu xe nhập khẩu nó khác biệt hoàn toàn. Rồi chúng ta cùng đóng nắp capo lại. Rất là chắc chắn luôn nhá. Đóng rất sướng tay. Rồi phần cuối cùng mà ngày hôm nay Khải muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đó chính là phần nội thất của mẫu Kia Rio này. Xin mời quý vị và các bạn. Rồi chúng ta cùng ngồi vào trong và để đổ máy. Đó, Kia Rio hatchback được trang bị chìa khóa Smart Key, nút để nổ Start Top Engine. Đó, thì nó sẽ khác biệt với các phiên bản sedan. Phiên bản sedan thì chúng ta vẫn phải dùng chìa cơ để cắm vào đây. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua về nội thất xe của mẫu Kia Rio hatchback. Rio hatchback được trang bị là đèn pha là đèn tự động rồi này, gạt mưa cũng là gạt mưa tự động, rất nhiều option được trang bị trên đây. Và rất hay nữa, đó có cả ga tự động cruise control rồi. Đây mọi người nhìn không, ga tự động này. Rồi phím đàm thoại rảnh tay, điều khiển âm thanh, rất là hay. Chúng ta test thử cam lùi nhé, rất là sắc nét luôn. Điều hòa cũng là điều hòa tự động. Rồi 2015, 7 năm sử dụng, chạy 90.000 cây, chủ đi rất là giữ gìn. Đó, một chủ từ đầu. Chúng ta cùng nhìn qua cái phần ghế da này. Hơi tiếc một chút thì cái phần bên ngoài này nó hơi bị nhăn một chút rồi, nhưng mà phần bên trong chủ đi còn khá là giữ. Đó, và Kia Rio được trang bị một cái bệ tì tay ở đây. Chúng ta ngồi rất là thoải mái luôn. Phần trần xe vừa nãy Khải đã nói rồi, chủ đi cũng khá là giữ gìn, rất là sạch sẽ, không có bị sú lông gì cả. Được trang bị cả cửa sổ trời luôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là clip giới thiệu nhanh về mẫu Kia Rio hatchback được sản xuất năm 2015, đăng ký lần đầu tháng 1 năm 2016, biển Hà Nội, tư nhân một chủ. Và đây là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, chỉ hơn 400 triệu đồng thôi, đã dinh một mẫu xe hatchback hạng B, rất là hợp lý, rất là đẹp, rất là thời thượng, được trang bị rất nhiều option, vô vàn option luôn. Và cảm giác lái thì vô cùng là thích, rất là đấm chắc bởi vì nó là xe nhập khẩu mà, hơn 400 triệu đồng. Quý vị và các bạn quan tâm đến mẫu Kia Rio này, xin mời hãy gọi ngay cho Khải theo số điện thoại là 0911241881 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp về mẫu xe này. Và quý vị và các bạn xin hãy ủng hộ Khải một like hoặc đăng ký kênh để anh em có thêm những động lực làm những video giới thiệu xe tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.